ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiền đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tăng đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay giáo trình thắng pháp Gaitama được tiền thành tòa đức đạo viên soạn bài 34 phân chia thuộc thánh của tâm. Chúng con kính thỉnh thượng tọa Từ Siêu Từ Bi giảng nhập bài học. Nam mô Bổn Thầy. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ giáo pháp, kính đảnh lễ chư thiên văn lễ Đức Phật, kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử. Nói đến thuộc tánh của tâm thì không phải chúng ta chỉ hiểu ý nghĩa từng thủ tách, mà chúng ta cần phải phân loại các thủ tách đó ra để biết rằng những cái thủ tách nào nhất định phải có mặt phối hợp với tâm, còn những thuộc tánh nào đó chỉ là cái thành phần phụ trợ. Có những tâm có và những tâm không có, nhưng mà trước hết thì chúng ta phải biết rõ những thuộc tánh nào có cái đặc tính xấu và những cái thuộc tính nào có đặc tính tốt. Còn những cái thuộc tính nào mà nó tự tha, có nghĩa là nó giống như cái pháp khác, khi đi chung với những cái thuộc tính bất thiện thì nó là bất thiện, mà đi chung với thuộc tính tịnh hảo thì nó là tịnh hảo, vân vân. Chúng ta phân loại như vậy để chúng ta nắm được cái ý nghĩa đó. Tâm quán niệm xứ, khi mà chúng ta tu tập, chúng ta phát hiện ra tâm có tham không tham, tâm có sân không sân, vân vân, cũng là do nhờ vì hành giả biết rõ các cái thuộc tánh phối với tâm. Hôm nay thì thượng tọa Giác Đẳng sẽ trình bày vấn đề phân chia thuộc tánh của tâm. Thứ năm vừa qua thì chúng ta học định nghĩa cách khái quát. Bây giờ chúng ta sẽ phân loại. Trước hết thì xin mời cô Lâm Giang Nguyệt đọc cho bài học ngày hôm nay. Sau đó xin cung thỉnh thượng tọa giảng sư thượng tọa Giác Đẳng thuyết giảng bài học này. Nam mô Bổn Thầy. Giá sở thiếu lành thai, chúng con kính chiên từ
thầy siêu đại dẫn nhập bài học. Bây giờ thì con xin được đọc phần nội dung. Bài 34, phân chia thuộc tánh của tâm. Sự phân chia các thuộc tánh có ý nghĩa đặc biệt mà người học thắng pháp Abhidhamma cần nắm vững. Ba loại thuộc tánh. Tổng cộng có 52 thuộc tánh của tâm chia thành ba loại. Loại tợ tha, đi với bất thiện thành bất thiện, đi với thiện thành thiện. Loại bất thiện là chất liệu phiền não. Loại tịnh hảo là chất liệu tốt nhưng không hẳn là thiện, mặc dù đối ngược với bất thiện. Trong thắng pháp, chữ tịnh hảo sopana có ý nghĩa là tốt hay đẹp, trong lúc chữ thiện kusala là nói cho cái tốt đẹp có khả năng tạo quả lành. Tất cả cái thiện đều là tịnh hảo, nhưng không phải cái gì là tịnh hảo đều là thiện. Thí dụ, tâm của vị A-la-hán là tâm tịnh hảo, nhưng không là tâm thiện. Phải để ý tính cách quan trọng của phân nhóm các thuộc tánh. Đa số người học thắng pháp thường để ý từng thuộc tánh với ý nghĩa riêng biệt, mà ít chú ý thuộc tánh đó thuộc nhóm nào. Thí dụ, tại sao thuộc tánh tạm kiến không nằm trong nhóm si phần, mà nằm trong nhóm tham phần, hay vô tham, vô sân thuộc nhóm tịnh hảo biến hành, mà vô si thì không. Loại tợ tha có hai nhóm là nhóm biến hành và nhóm biệt cảnh. Loại bất thiện có năm nhóm: si phần, tham phần, sân phần, hung thủy, hoài nghi. Loại tịnh hảo có bốn nhóm: tịnh hảo biến hành, giới phần, vô lượng phần, trí tuệ. Nên lưu ý thuộc tánh biến hành. Biến hành trong sự phân chia các thuộc tánh có nghĩa là có mặt trong tất cả. Bảy thuộc tánh biến hành trong các loại tợ tha có mặt trong tất cả tâm. Điều này giải thích tại sao ngay cả thứ tâm muội lược nhất cũng có đủ bốn danh quẩn: thọ, tưởng, hành, thức. Bốn thuộc tánh si phần gọi là thuộc tánh bất thiện biến hành có mặt trong tất cả tâm bất thiện, giải thích tại sao vô minh và ái đều là cội nguồn của toàn bộ khổ quẩn. Nhưng trong lý duyên khởi phải kể riêng. 19 thuộc tánh tịnh hảo biến hành có mặt trong tất cả tâm tịnh hảo, giải thích một cách rõ nét về bản chất của tâm tịnh hảo. Nên hiểu theo cách nói vĩ mô khi phân loại. Theo cách nói đại loại macro thì tàm và quý là hai trạng thái riêng biệt, nhưng trong cách nói vĩ mô micro cùng cả hai tồn tại trong những tâm tịnh hảo. Thí dụ, một người sống đàng hoàng không phải chỉ trong cách xử thế theo cách nói đại loại, mà còn rõ ràng trong những nhỏ nhặt theo cách nói vĩ mô. Trong cách nói bình thường đại loại thì tàm và quý là hai pháp khác nhau. Hiểu theo cách vĩ mô thì mới thấy tại sao hai pháp đó cũng có thể đồng hiện hữu trong một sát na tâm. Cũng như khi nói vị ngọt của đường rất khác với vị mặn của muối, nhưng có trường hợp nấu chè nêm ít muối tạo thành vị ngọt khác với vị ngọt không có muối. Pháp tánh hay trạng thái tự nhiên không thể hiểu theo thi thiết. Khi học về thuộc tánh của tâm, nếu lưu ý, người học sẽ dễ dàng nhận thấy nhiều điểm không theo cách suy nghĩ lý luận thông thường, mà dựa trên sự tự nhiên được ghi nhận. Thí dụ, thuộc tánh hỷ trong nhóm tợ tha biệt cảnh không phải là thọ hỷ trong thuộc tánh thọ trong nhóm tợ tha biến hành. Những thuộc tánh như xúc, thọ, tưởng, tư đồng sanh trong một sát na tâm có thể gây ngỡ ngàng cho người quen với ý niệm nhãn xúc sở sanh thọ. Nói chung là trước khi đi sâu vào ý nghĩa của từng thuộc tánh, người học cần hiểu tính cách quan trọng và đặc biệt trong sự phân chia để quen dần với những ý niệm chỉ có thể tìm thấy trong thắng pháp. Ngữ và nghĩa. Trong ngôn ngữ Pali và trong thắng pháp không có quy định rõ về mạo từ khi phân chia. Dù vậy, trong giáo trình này tạm áp dụng phương cách sau. 52 thuộc tánh chia làm 3 loại, mỗi loại phân thành nhiều nhóm. Mỗi nhóm bao gồm thuộc tánh. Nên cẩn thận, thông thường khi phân loại giống đực, giống cái, bất thiện, tịnh hảo, người ta nghĩ tới cái gì không thuộc hai nhóm hắc bạch là trung tính.
Ở đây không phải vậy. Nhóm tở tha đi với thiện là thiện, mà đi với bất thiện thành bất thiện. Điểm này cần phải giải thích rõ hơn trong lớp học. Hình quả, hình ảnh phân chia thuộc tánh. Điều đã nói về điều sắp nói, bài học trước là thuộc tánh của tâm, bài học tiếp theo sẽ là nhóm thuộc tánh tiến hành. Nội dung chánh kinh bài học đã kết thúc, chúng con cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng Từ Bi giảng dạy bài học. Nam mô Bổn Tăng. Phần tổng lược biết đặt của phần cuối, nhưng mà riêng về phần thông tánh này thì chúng tôi muốn nêu lên vấn đề phân chia thuộc tánh trước khi chúng ta đi vào các bài học về thuộc tánh, tìm hiểu về thuộc tánh. Năm nay ở tại Hoa Kỳ, người ta bỏ ra một cái số tiền rất là lớn, hàng tỷ mỹ kim, để làm một việc đó là thống kê, census. Thống kê là một công trình để xác định là nước Mỹ chính xác là dân số bao nhiêu. Ngoài dân số bao nhiêu thì về tuổi tác có bao nhiêu người già, có bao nhiêu người trẻ, bao nhiêu người trung niên, bao nhiêu người nam, bao nhiêu người nữ, bao nhiêu người thuộc giai cấp trung lưu, bao nhiêu người thuộc ở mức chân nghèo, giàu của mình. Sự thống kê dân số và phân loại đó, đối với nhiều người trong chúng ta thì không có ý nghĩa gì. Loại của bất kỳ thành thị, điều này rất là quan trọng. Thí dụ như là chính phủ muốn đưa ra một kế hoạch về phát triển đô thị cũng dựa trên cái lợi tức cũng như là cái tuổi của dân chúng, muốn có một cái trụ hoạch về y tế xã hội cũng phải dựa trên điều đó. Vì dĩ nhiên cái sự thống kê của dân số đó đã được dùng bởi những công ty để hướng vào cái thị trường tương lai. Một cái lĩnh vực mà ngày nay người ta phải nghĩ đến là càng lúc càng có nhiều người lớn tuổi, gọi là senior citizen, những người cao niên. Và khi mà người ta nắm vững con số cao niên bao nhiêu, lợi tức của những người cao niên thế nào, thì nó tạo nên một cái mảng thị trường cho những người cao niên. Và sự thống kê nó nhằm cung ứng con số chính xác. Như vậy thì liên đối xã hội đó, vấn đề mà phân loại, phân chia người dân theo từng thành phần rất là quan trọng, để họ có thể quy hoạch về tương lai hay là có cái hướng đi nào đó tương đối là chính xác. Chứ tôi tạm dùng cái trường hợp thống kê này là một thí dụ cho
điều mà chúng ta gọi là phân chia các thuộc tánh. Học vào các thuộc tánh của tâm thì cho chúng ta những điều rất là lợi lạc, rất là thú vị khi học Phật pháp. Bởi vì sao vậy? Sự phân chia này cho chúng ta thấy một cái khái niệm về thắng pháp đối với cái tính cách, đối với cái bản chất của tâm như thế nào. Trước nhất là chúng ta phân loại các cái thuộc tính của tâm chỉ có ba loại. Loại đầu tiên gọi là loại tợ tha. Chữ tợ tha ở đây thật, thưa quý vị, nó không phải là trung tâm. Tợ tha ở đây thật, là nó đi với tốt thì nó tốt, mà đi với xấu thì nó xấu. Ví dụ như là tâm và tứ. Như quý vị nào mà đã có thể nhớ về các chi thiền tâm tứ hỷ lạc định, và ở trong kinh tạng thì nhắc nhiều đến tâm và tứ. Thì thưa quý vị, tâm và tứ tự nó thôi đó thì đó là tự tha. Tâm là hướng tâm, tứ là gắn bó áp chặt với cảnh. Nhưng mà nếu tâm tứ này mà nó đi vào trong những tâm bất thiện thì đó là bất thiện, mà nó đi vào trong thiện, tâm tịnh hảo đó là tịnh hảo, và thậm chí nó đi vào trong tâm thiện thì sẽ trở thành thiền chi. Và khi mà trở thành thiền chi thì tâm tứ có khả năng áp đảo những cái pháp mà chúng ta gọi là pháp cái, pháp căn ngặt. Thì như vậy tâm và tứ thuộc về trong giống tự tha. Nghĩa là nó đi với tốt thì thành tốt, và đi với xấu thành xấu. Chúng ta tạm hiểu đơn giản là như vậy. Và có một nhóm khác mà chúng ta gọi là nhóm bất thiện. Và nhóm bất thiện này là những nhóm mà liên quan đến cái chất liệu của phiền não. Ở trong nhóm chất liệu phiền não này thì thưa quý vị, lại có những cái định nghĩa rất là quan trọng mà chúng ta cần phải phân định. Ví dụ như si không đơn giản là sự vắng mặt của trí tuệ, mà si là cảnh thấy mừng, hay hoặc giả là hối, là ăn năn việc xấu đã làm và việc thiện không làm, hay là nghi hoặc, là sự lưỡng lự phân vân, hoài nghi. Những điều này đôi khi nó là một đường tơ kẻ tóc giữa cái tốt và cái không tốt. Và khi mà chúng ta đi vào trong đó thì chúng ta sẽ thấy, và chúng ta sẽ thấy rõ rằng tại sao nghi hoài nghi lại đặt ở trong thuộc tính bất thiện. Ở đây thưa quý vị, chúng ta chưa đọc sâu vào những bài học tới, chúng ta sẽ đọc sâu vào từng pháp. Nhưng mà cái sự phân loại phân nhóm trở nên rất là quan trọng. Rồi có một cái loại thuộc tính khác chúng ta gọi là tịnh hảo. Tịnh hảo ở đây á, thay vì chúng ta có một nhóm tự tha, một nhóm một loại bất thiện, loại tự tha, nếu có loại tự tha loại bất thiện phải có loại thiện không, ở đây gọi là loại tịnh hảo. Chứ tịnh hảo này á, nó chỉ đơn thuần gọi là đẹp thôi. Và thường Minh Châu thì người dịch là tịnh quang, người dịch là tịnh hảo,
Và đặc biệt là bác phẩm khách dự tâm sở đẹp. Tâm sở đẹp gì trong tiếng Anh? Mà cái gì đẹp, cái gì tình hảo, thì thứ gì nó hơi khác với cái gọi là thiện. Ví dụ như tâm của một vị A-la-hán, đó là tâm tình hảo. Nhưng mà tâm vị A-la-hán không gọi là tâm thiện được. Ở trong Thắng Pháp đặc biệt là có một cách nhìn rất là chính xác giữa từ vựng. Thật ra khi mình sai từ vựng thì mình phải sai một cách rõ ràng. Bởi vì đôi khi quý vị nghe Thượng Tọa Từ Siêu nói chuyện, Thượng Tọa hay phân như cách rất là rạch ròi giữa chữ này chữ kia, đôi khi quý vị nghe hơi khó, có chịu tại sao những chữ nó gần giống nhau sao mình không xài chung nhớ rồi, nhưng mà sự nó có khác. Nó có khác giữa thiện và cái tình hảo. Tất cả tâm thiện đều là tâm tình hảo, nhưng mà không phải tâm tình hảo nào cũng là tâm thiện hết. Đó là lý do được phân chia. Và do vậy khi mà chúng ta phân loại đó thì có ba là loại tự tha, loại bất thiện và loại tịnh hảo. Mới nghe thì hình như nó đặt chia với nhau. Tại sao có loại bất thiện mà không có loại thiện? Rồi loại có loại bất thiện có loại thiện thì phải có loại trung tánh. Nhưng không, ở đây không có trung tánh mà có loại tự tha. Ở đây không có loại thiện mà có loại tịnh hảo. Khi mà chúng ta hiểu rõ lý do không gọi là trung tánh là bởi vì cái này nó đi với thiện thành thiện, đi bất thiện thành bất thiện, thì nó trở thành ý nghĩa tại sao gọi là tự tha. Nếu chúng ta tự tha thì chúng tôi nhớ ngày Bửu Phương, khi mà chúng tôi mới gặp ngài thì ngài có nói một chữ mà chúng tôi nghe cũng vui, và bỗng nhiên chúng ta lại nhớ đến anh chị đạo, nhớ đến Thắng Pháp. Lên ăn cơm có dưa hấu thì nó siêu siêu, cái trái là nó nịnh nha. Chúng ta nghĩ tại sao cái trái là nịnh nịnh về, thì ngài Bửu Phương ngài giải thích rằng hễ mình nóng á thì ăn vô nó nóng, mà mình lạnh ăn vô nó lạnh, gọi là nó nịnh. Giúp tinh thần gặp ai thì theo đó là nịnh. Thì chúng tôi nghe ngài dịch cái chữ nịnh á, chúng tôi nghe cũng vui. Dư hấu mà định thì cũng vui, nhưng mà chúng tôi lại nhớ đến là trong Thắng Pháp thì cái ý niệm đó gọi là tự tha. Tự tha nghĩa là nó đi với cái nào thì nó đi với cái đó. Ở trong cái thành ngữ tiếng Việt Nam chúng ta có gọi là hòa di bất, tức là hòa mà nó lại không có chạy theo, không có ai vua. Nhưng mà ở trong cái tự tha thì ngược lại, là chẳng những nó hòa, nó chạy theo mà nó bị nhuộm luôn. Nó bị nhuộm luôn, nhuộm bản chất luôn. Nên chi những pháp giống như xúc thọ tưởng tư định bằng căn tánh ý thì ở đây chúng ta gọi là tự tha, là nó đi với tốt thì thành tốt, mà đi xấu thành xấu. Và rồi khi mà chúng ta ngoài cái tự tha, chúng ta phân ra bất thiện và tịnh hảo, thì chúng tôi nói rằng thường thường bất thiện là đối lập với thiện. Nhưng không, ở đây chúng ta không có thiện mà chúng ta gọi là tịnh hảo. Về điểm này thì chúng ta rất là cần để ghi nhớ là tại sao ở đây không có trường hợp gọi là thuộc tánh thiện, mà chỉ có thuộc tánh tịnh hảo. Và nhớ rất là kỹ là ở trong Abhidhamma thì chữ tịnh hảo và chữ thiện tương đối nó khác một chút. Tất cả cái gì thuộc về thiện đều là tịnh hảo, nhưng mà cái gì gọi là tịnh hảo thì không hẳn là thiện. Bây giờ thì thưa quý vị, ngoài cái phân loại thì chúng ta có phân nhóm. Hồi nãy Thượng Tọa Từ Siêu cũng có đề cập đến, và quý vị cũng nghe trong bài học đó, cái sự phân nhóm đối với các thuộc tánh đặc biệt quan trọng lắm. Quan trọng lắm. Ví dụ như là nhóm thuộc tánh
tội tha biến thành, rồi tội tha bi cảnh. Giống nó lại khác với nhau. Hay hoặc giả là chúng ta có giống bất thiện, giống sân phận, si phận, tham phận, sân phận, rồi hôn phận, rồi nghi phận, những cái giống tại sao ngã mạn tham, ngã mạn tà kiến nó nằm trong tham phận, tại sao hoài nghi không nằm ở trong si phận, mà tại sao vô tàm vô quý, si vô tàm vô quý phóng dật là nó nằm ở trong si phận. Lúc mà chúng ta giảng riêng thì chúng ta có một ý niệm khác, nhưng mà khi mà gom chung lại thành trong một nhóm, nó lại mang một ý nghĩa khác. Dạ, ý nghĩa này nó rất là lợi ích nếu chúng ta học kinh, học vào Thánh Pháp, học vào trong Kinh Tạng. Thỉnh thoảng quý vị có nghe chúng tôi hỏi sự tội trời siêu, những câu hỏi thí dụ như là tại sao tà kiến hay là ngã mạn nó không thuộc về si. Dạ, mình nói ngã mạn tức là ngã chấp, ngã chấp thuộc về tà kiến si, hay là tà kiến chấp sai thuộc về si. Nhưng mà trong Thánh Pháp thì liệt ngã và tà kiến nằm ở trong tham phật. Dạ, thì chúng ta thấy rõ ràng rằng sự phân loại như vậy nó có thể xác lập những ý nghĩa quan trọng. Đừng học thuộc tánh mà chúng ta chỉ học đơn thuần. Dạ, đừng học thuộc tánh, học chỉ đơn thuần là học từng pháp một, mà chúng ta phải học là nó nằm ở trong cái nhóm nào, thuộc phân loại nào. Chúng tôi lấy một ví dụ là chúng ta tìm hiểu về một người, ông A và B phải chỉ ngày tháng năm sinh năm nữ là đủ, mà chúng ta phải hiểu rằng người đó nó thuộc về thành phần nào trong xã hội, thành phần lao động tay chân, thành phần văn nghệ sĩ, thành phần chính trị, thành phần thương gia, những cái thành phần mà mình thuộc về đó nó lại có một cái nó có ý nghĩa cho chúng ta hiểu thêm về điều đó. Do vậy phân loại đã quan trọng rồi, mà phân nhóm nó cũng quan trọng lắm, chứ không nên nghĩ là nó không quan trọng. Đó là lý do tại sao mà chúng ta có một bài học riêng để chúng ta nói về cái tất cái quan trọng của phân loại, phân nhóm, các thuộc tính trước khi chúng ta đi vào. Khi mà chúng ta học vào một cái thuộc tính, thí dụ như thuộc tính tà kiến, thì chúng ta sẽ nói rằng đây là thuộc tính thuộc về thuộc tính thuộc cái loại gọi là thuộc tính bất thiện, mà ở trong nhóm tham phật. Thì sự phân chia như vậy đó, nó cho chúng ta một cái giá trị rất là đặc biệt khi mà mình học. Thì thưa quý vị, phải đào sâu, phải sâu đi xa hơn, nhất là chúng ta học về sự kết hợp giữa tâm và thuộc tánh, rồi sau này mình học về một số những cái các như về duyên hệ chẳng hạn, thì chúng ta mới hiểu rõ nó quan trọng như thế nào ở trong sự phân chia các thuộc tánh. Cái Thánh Pháp thứ chỉ có một đặc điểm là như vậy, là chúng ta càng đi xa, và nếu chúng ta có thể đi xa đi sâu được, thì chúng ta nhìn lại và hiểu rõ bài hiện đại hơn. Ví dụ như mình hôm nay học về thuộc tánh của tâm, phân chia thuộc tánh của tâm không phải là mình học như vậy là xong, bài như vậy là xong, không học nữa, mà sự phân chia này đó, nó sẽ thấm thía hơn, nó sẽ có chiều sâu hơn khi mà chúng ta học về duyên hệ chẳng hạn. Càng đi sâu ta, càng đi sâu thì chúng ta càng nhìn lại hiểu bệnh nhiều hơn. Chúng tôi lấy cái ví dụ là khi mà chúng ta mới học một cái học chữ, thì chữ nào thì nghĩa đó, nhưng mà rồi đi vào thế giới của thi ca, của văn học, của triết học, thì chúng ta mới cũng cái chữ đó mà chúng ta thấm thía nhiều hơn.
Dạ, đi càng sâu thì chúng ta cũng thiết. Bởi vì học thắng pháp thì mới nghe thì nó khó, nhưng mà chú thì có một điểm mà chúng tôi nói rất là lạ của người học thắng pháp và quý Phật tử nào chưa nghe, chưa có trải qua thì cũng nghe là cái chữ này nó xài hơi quá đáng, nhưng mà học thì nó có cái nghiền. có nghiền là cái môn học đó không phải là mình đọc xong là hết chuyện đâu. Dạ, mình đọc mình càng đi sâu, càng đi ra thì càng thấm thía, và sự thấm thía đó thì nó lại khiến cho mình muốn trở đi trở lại. Rằng sự phân chia này nó cũng rất là quan trọng. Và bây giờ thì chúng tôi muốn nói đến một cái khía cạnh ở trong sự phân chia về các thuộc tánh, đó là chữ biến hành. Dạ, chữ biến hành. Trong trong chữ Hán á, thưa quý vị, Phật học chữ Hán á, chúng ta làm quen với chữ biến. Chữ biến ở đây chúng ta gọi chữ trùng hay là bao phủ trong tất cả. Ví dụ mình nói chánh biến tri, chữ biến tri là omniscience, là toàn tri. Dạ, thay vì toàn tri trong chữ Hán gọi là biến tri. Dạ, hay là chúng ta nói biến mãn. Biến mãn là bao phủ hết, không có chừa. Ví dụ mình đem tâm từ bi mà bao trùm tất cả chúng sanh, gọi là biến mãn với tâm từ biến mãn. Còn ở đây là gọi là biến hành. Biến hành là đi chung với tất cả. Thì ba cái nhóm mà chúng ta gọi là biến hành là tợ tha biến hành. Tợ tha biến hành tức là trong tất cả tâm thì đều có bảy thuộc tánh biến hành này: xúc thọ tưởng tương định mạng căn tác ý. Một cái tâm rất là đơn giản như là ngũ song thức hay là tâm tiếp thu quan sát thì nó cũng có đủ bảy thuộc tánh biến hành này. Thì đó là bài học thực tế mà chúng ta học. Bài học thực tế nói về cái tâm, tại sao tâm nào nó cũng có xúc thọ tưởng tương định mạng căn tác ý. Gọi là biến hành. Và ngoài cái tợ tha biến hành thì chúng ta còn có bất thiện biến hành và tịnh hảo biến hành. Bất thiện biến hành là những cái thuộc tánh bất thiện mà có mặt trong tất cả ba thứ tâm là tham, tâm sân, tâm si đều có hết. Đó là thuộc tánh si phật, như là si vô tàm vô úy phóng dật. Thì khi mà chúng ta cũng sẽ rất là thú vị lợi lạc là tại sao ở trong tham có si, trong sân có si, vì duyên trong si có si rồi. Nhưng mà rồi tham sân si ba thứ tâm đó, tâm đó đều có vô tàm vô úy phóng dật. Gọi là bốn cái trạng thái si vô tàm vô úy phóng dật có mặt trong tất cả tâm bất thiện, nên chúng ta gọi đó là bất thiện biến hành. Và trong trường hợp mà chúng ta đề cập đến tịnh hảo biến hành của vậy, tịnh hảo biến hành là những thứ có mặt trong tất cả trong tịnh hảo, dù tịnh hảo dục giới hay là trong sắc giới, vô sắc giới, sân thừa siêu thế vân vân, thì không có một thứ tâm tịnh hảo nào mà thiếu 19 cái thuộc tánh biến hành này. Như vậy thì chữ biến hành đó nó cho chúng ta thấy rằng là có mặt hay là đi chung bao trùm, gọi là tợ tha biến hành là có mặt trong tất cả tâm, bất thiện biến hành là có mặt ở trong tất cả tâm bất thiện, tịnh hảo biến hành là có mặt trong tất cả tâm tịnh hảo. Thì những cái thuộc tánh mà mang cái chữ là biến hành ở trong sự phân loại đó, thì qua đó nó cho chúng ta thấy một số những đặc điểm, và những cái đặc tính này nó lại đưa chúng ta về một cái khía cạnh rất là độc đáo của môn thánh pháp khi mà chúng ta đào sâu vào. Bây giờ thì thưa vị, chúng tôi một lần nữa nhắc tất cả quý vị, và đây cũng là một vấn đề mà của rất là nhiều người học, và kể cả chư vị giảng sư hay có một sự lầm lẫn vừa cái cách nói đại loại và cách nói vĩ mô. Chúng ta nói đại loại tức là chúng ta nói chung chung theo thực tế ở bên ngoài, và cách nói vĩ mô á là cái cách nói chuyên biệt, chuyên sâu và rất thực tế. Thì ví dụ như là
chúng ta nói về tính niệm tàm quý. Nếu chúng ta định nghĩa tính niệm tàm quý v.v. theo cách định nghĩa của đại loại, thì thưa quý vị, tính tức là đức tin ở Tam Bảo, còn pháp tăng trên nhân quả, rồi niệm định nghĩa như chánh niệm, rồi tàm là hổ thẹn tội lỗi quý gây sợ tội lỗi. Cái định nghĩa đó là định nghĩa của đại loại, của macro, của quy mô, của cái chúng ta nói chung thường thức ở bên ngoài. Một người lớn lên ở Na Uy, ở một cái vùng văn giá, họ hoàn toàn không có biết gì về Phật pháp, tam bảo, không biết về nhân quả, và họ đi vào trong rừng để nhặt củi, và họ rất là khéo sử dụng cái búa của mình để chặt củi gom mang về. Thì trong lúc họ khéo nhặt một bó bụi lên, thì họ sử dụng bằng cái tâm thiện dục giới tịnh hảo, ở trong đó có đủ tất cả những tố chất gọi là tính niệm tàm quý. Nhưng cái tính niệm tàm quý họ nó rất khác xa với cái tính theo định nghĩa của kinh tạng của đại loại. Niệm định nghĩa theo đại loại, tàm định nghĩa theo đại loại, quý thì đi theo đại loại. Cái này là cái mà chúng ta phải chịu hiểu, và chúng ta phải chịu khó hiểu. Nếu chúng ta cứ đem cái cách giải của kinh tạng qua thắng pháp, cách giải của với chung cách đại loại mà giảng qua cái thuộc tánh này, thì nó sẽ rất sai đĩa nghĩa. Dĩ nhiên là đức tin ở Tam Bảo nó cũng nằm ở trong cái thuộc tánh về tính, nhưng mà có nhiều trường hợp thuộc tánh của tính nó không liên hệ đến đức tin ở Tam Bảo. Và cái này là cái phải định nghĩa theo cách micro, định nghĩa theo cách vĩ mô. Hôm nay thì chúng tôi không có cái mục đích để đào sâu vào các cái ý nghĩa của từng thuộc tánh, nhưng mà chúng tôi đặc biệt nhắc tất cả những phần tử học về tánh pháp đó, là nên hiểu rằng những cái này nó được hiểu là những tố chất hơn là những cái gì mà nổi trội ra bên ngoài. Lấy một ví dụ là trong tiếng Việt Nam chúng ta thường có cái là bản chất và hiện tượng. Cái nói của chúng ta mà theo cách nói đại loại đó thường nói theo cái diện hiện tượng, và ở cái ý nghĩa của thắng pháp thì nói theo bản chất nhiều hơn là hiện tượng. Và khi mà nó gọi là bản chất thì nhiều khi khó phân định lắm. Ví dụ như hồi chúng tôi còn nhỏ đó, thì chúng tôi nghe mẹ nói rằng nấu chè nó ngọt, nhưng mà phải thêm chút muối cho cái ngọt nó nhiều. Thật ra chúng tôi không hiểu, chúng tôi không hiểu cái ngọt mà nó có muối, cái ngọt không có muối. Cái tuổi thơ quá thì mình nghĩ rằng ngọt là ngọt, mặn là mặn. Ví dụ như đường thì ngọt, muối là mặn. Bỏ muối vào trong lưỡi thì nếm được vị ngọt, vị mặn, và bỏ đường vào trong miệng nếm vị ngọt, thì rõ ràng ngọt là ngọt, mặn là mặn. Và chúng tôi cũng thấy không có quan trọng gì để bỏ một chút muối vào trong chè, không có quan trọng gì để phân biệt là cái ngọt mà nó có muối và cái ngọt không có muối. Và bởi vì mình chỉ cần biết là ngọt, mặn là mặn thôi. Nhưng mà lớn thì mình ăn nhiều, mình tinh tế một chút thì mình hiểu, cái ngọt của chè mà nó có nên một chút muối thì cái dịu hơn, nó không có ngọt, nó không có ngọt ngay, mà cái ngọt của mình nó đầm hơn. Cái đó cũng khó phân biệt. Thì thứ gì nó có một sự trộn lẫn, nó có một cái sự pha lẫn giữa cái này và cái kia, mà ở trong vĩ mô, ở trong cái đó vĩ mô thì có, nhưng mà ở trong cái cách nói ở bên ngoài không. Như ở đây chúng tôi đưa ra một cái cụ thể là tàm quý, và một cái là hổ thẹn tội lỗi, một cái là ghê sợ tội lỗi. Thì chúng ta thường định nghĩa là tàm thì giống như là mình ghê sợ phân, mà mình lỡ làm cái gì đó mà dính một chút phân thì mình cảm thấy khó chịu. Quý là ghê sợ, như là mình sợ lửa, mình biết lửa nóng mình không dám đến gần. Thì như vậy tàm và quý ở trong cái cách nói đại loại đó thì nó phải là hai cảm thấy cách biệt. Như là tàm là giống như nó phân mà dính trong người trong một chút thôi mình khó chịu, quý là ở xa cái lửa mình muốn né đi, thì nó có vẻ một cái như là cái trạng thái khác nhau. Nhưng mà trong cách nói của vĩ mô thì nó lại có thể đi chung với nhau.
Dạ, đó là đi chung với nhau. Hay là chúng ta nói bình thường, nó tính là đức tin tam bảo, đức tin nhân quả. Thì cái niềm tin đó, nó không thể là một cái quán sát tự nhiên như là niệm. Niệm là khả năng ghi nhận, nó ra sao mình ghi nhận như vậy. Nhưng mà tính và niệm thì nó lại có mặt, những thuộc tính có mặt chung ở trong thuộc tính tịnh hảo. Và do vậy khi mà mình học đó, mình phải hiểu rằng trong cái định nghĩa về vị trí nó lại hoàn toàn khác. Hay là chúng tôi đưa ra một chất dụ rất là kinh đạn, rất kinh đạn ở trong đời sống hàng ngày của chúng ta là nước là nước, lửa là lửa, làm sao nước và lửa đi chung được. Thậm chí mình nói là lấy nước dập tắt lửa, nhưng mà mình nói rằng nói theo cách nói vĩ mô là nước đất, nước lửa gió là bất khả ly ở trong vật chất. Tất cả những hiện tượng vật chất nào từ một cái vật thể lớn như là black hole hay là hỏa tinh, một tinh cầu to lớn, cho đến một hạt vi trần ở trong định nghĩa thân cục, thì nó đều có bốn đại là địa đại, thủy đại, hỏa đại, không đại, đều có đất, nước, lửa, gió. Thì nghe không kỳ, tại sao mà mình lại nói rằng một hạt vi trần mà được đất, nước, lửa, gió, mà ở bên ngoài mình nói là nước là nước, lửa là lửa, sao lửa với nước nhập cũng được. Thì ở đây chúng ta nên hiểu rằng cái cách nói theo vĩ mô, cách định nghĩa theo vĩ mô có khác. Tôi nhắc lại là điều như vậy, là khi mình học vào những thuộc tánh này là chúng ta học hoàn toàn theo cách vĩ mô và phải chịu có hiểu khác. Cái lầm lẫn lớn nhất của người học và kể cả người dạy là lấy cái cách nói đại loại mà đem áp dụng cái nói vĩ mô. Chúng tôi nghe rất là nhiều cái chuyện này, là nhiều khi chúng ta giảng vấn đề kinh đạo mà mình đem vấn đề là mình ví dụ như Đức Phật ngày dạy rằng xúc vị duyên cho thọ, rồi thọ duyên cho ái, ái thụ hưởng, rồi thì mình đem lộ tâm ra mình giảng, đem cái diễn trình tâm thức ra giảng. Ở trong diễn trình tâm thức chúng ta không làm gì được cái diễn trình tâm thức hết, tại vì chứ vì diễn trình tâm thức nó sanh diệt mau lắm, một tích tắc nó sanh diệt triệu triệu sát đa, và mỗi một cái diễn trình như vậy chỉ có 17 sát na thôi, nó quá tế gì để chúng ta xen vào, chúng ta can thiệp vào. Và nếu chúng ta đem giáo lý duyên khởi xúc duyên thọ, thọ duyên ái mà chúng ta lấy diễn trình tâm thức để chúng ta giảng thì nó không nhầm vào đâu hết, tức là chúng ta đem một cái rất là tế gì đó tế để giảng cái gì mà nó rất là đại loại ở bên ngoài. Thì chúng tôi nhắc quý vị là khi mà chúng ta định nghĩa, chúng ta tìm hiểu về các tồn tánh là chúng ta tìm hiểu hoàn toàn với tư cách vĩ mô, tức là nó bảo ở sự tinh tế, và đừng đem những cái cách hiểu chung chung, cách hiểu đại loại, cách nói macro bình thường mà chúng ta áp dụng vào trong đó, chúng ta áp dụng rất sai, rất sai. Đức Phật hỏi chúng tôi rằng một cái người ngoại đạo hoàn toàn không biết về Phật giáo thì người đó có xài tâm thiện dục giới tịnh hảo không? Chúng tôi giải thưa là có. Và ở trong tâm thiện mà họ xài có cái thuộc tính về tính không? Chúng tôi là có. Thuộc tính về tính có phải là tinh tam bảo, tinh nhân quả không? Chúng tôi không. Cái thuộc tính tính đó, mặc dù thuộc tính là tịnh hảo nhưng mà nó không thuộc về cái niềm tin như là chúng ta định nghĩa nghe. Chúng ta nên cẩn trọng, rất là cẩn trọng về điểm này. Chúng tôi rất là ngại về điểm này, do đó phải nhắc đi nhắc lại là chúng ta đang đào sâu vào cái cách nói, cái trình bày, cái hiệu của vĩ mô. Nó rất khác. Như chúng tôi nói rằng trong tứ đại thì đất, nước, lửa, gió thì một hạt vi trần hay là một bất cứ một đơn vị cực vi nào của vật chất thì cũng có đủ bốn đại. Nhưng mà quý hỏi, ủa tại sao mà nước và lửa có thể chung được? Thì chúng ta hiểu là nước là cái gì quấn tụ lại, và lửa là nhiệt lượng. Thì bất cứ đơn vị vật chất nào cũng có nhiệt lượng, bất cứ đơn vị vật chất nào cũng chất quấn. Nhưng mà cái lửa và nước đó định nghĩa hoàn toàn khác với cái lửa mà chúng ta thấy. Bởi vì
Nếu nói sự vĩ môn thì một giọt nước cũng có được trong đó, và một con lửa thì nó cũng có nước trong đó. Nghe nói rất là kỳ, nhưng mà phải đặc biệt lưu ý về điểm này. Thưa quý vị, khi mà chúng ta phân loại các cái chúng ta phân loại các cái thuộc tánh đó, thì chúng ta cần nhắc lại chính mình một điều rằng ở đây là những điều mà nói theo pháp thực tướng, nói theo paramattha, chứ không phải nói theo thi thiết. Và nói theo thực tướng thì chứ bị cái thực tướng đó đâu phải gọi là pháp tánh. Pháp tánh là theo cái nature, theo cái bản chất tự nhiên. Và trong bản chất tự nhiên thì không có thể nào hiểu theo cái tư duy mà bình thường mà chúng ta gọi là thi thiết được hết. Không nên hiểu theo cái tư duy như vậy. Ví dụ như là chúng ta học vào những cái thuộc tánh tình hảo có tịnh thân, tịnh tâm, kinh thân, kinh tâm, nhu thân, nhu tâm. Mình hỏi rằng tại sao cái chiều hai chỉ cho nó mệt, tại sao nhập chung cho rồi, nhập chung cho nó khỏe, mình nói tịnh kinh thích thường chánh là đủ. Mà tại sao mình gọi là tịnh thân, tịnh tâm, nhu thân, nhu tâm? Tại vì ở trong cái thiên nhiên thì nó có cái bản chất tác biệt như vậy. Cũng giống như ngày nay chúng ta học về protein, công việc chúng ta không phải là chúng ta cố gắng để chúng ta giảm protein theo cái cách chung, mà chúng ta phải giải protein theo cái tự nhiên của nó. Chúng phải phân chia như là virus nó cũng là loại protein chẳng hạn, hay là chúng ta nói là dùng cái protein để modify những cái DNA chẳng hạn, thì chúng ta chỉ học và phân biệt nó như vậy thì nó là như vậy đó, mình biết như vậy. Và đôi lúc mình không thấy đặt vấn đề rằng mình phải thế này, phải thế kia, nên chi rất là quan trọng để chúng ta hiểu rằng chúng ta đang học một pháp thực tánh, học một cái gì của thế giới tự nhiên, của đại tự nhiên. Và ở trong thế giới của đại tự nhiên thì quan trọng là quan sát, ghi nhận hơn là đòi hỏi nó phải thế này thế khác. Bây giờ thì quý vị, chúng tôi tạm nói như vậy là một cái người làm điển họ khác với nhà thơ ở trong cái cách nhìn vào ngôn ngữ. Đối nhà từ điển thì chữ nghĩa ví dụ như là chữ đó nghĩa đó, thì đơn giản mình nói chữ đó nghĩa đó thôi, mình không cần phải thấy chữ này nó đẹp hơn chữ kia, thấy chữ kia nó bóng bẩy hơn chữ đó. Chỉ cần định nghĩa, mà định nghĩa càng gần càng sát thì tốt. Bởi vì một cái nhà ngôn ngữ học thì quan trọng là sự tinh sát của ý nghĩa, chứ không cần phải làm cho chữ này nó đẹp hơn chữ kia nó bóng bẩy hơn chữ nọ. Nhưng một nhà thơ thì cũng dùng ngữ, nhưng mà nó lại khác nhau. Nó lại có cái nhìn khác. Thành ra chúng tôi tạm nói rằng khi mà chúng ta học vào cái pháp thực tánh hay là cái pháp tánh của pháp đó, thì chúng ta nên hiểu nó theo cái tính cách của một nhà ngôn ngữ nhìn chữ, một nhà làm từ điển làm chữ, hơn là một nhà thơ. Hai cái đó khác nhau lắm. Không may như chúng ta đó, là khi mà chúng ta trình bày về thắng pháp, chúng ta trình bày nặng về vấn đề chi tiết quá, nặng về vấn đề gọi là giả lập, chế định, nhồi nặng theo ý nghĩa thường tình, nên chi chúng ta không thể chịu hiểu nó như vậy. Chúng tôi nhớ rằng có một lần chúng tôi sang bên Ấn Độ, và ở trong chuyến đi đó thì chúng tôi đi với một cặp vợ chồng người Mỹ và vợ là Việt Nam. Thì người chồng đó lại làm trong một cái công ty tại Hoa Kỳ mà về nước, về xử lý nước. Và người chồng có một cái nói chuyện rất là thú vị, là ông chồng nói rằng cái chữ sạch sẽ, chữ sạch là clean đó, chữ sạch, mà trong cái nhìn của người ta bình thường nó khác với chữ sạch của một cái người mà chuyên về môi sinh. Ví dụ mình đi vào trong sống, mình thấy
là ở trong xóm là có phân bò, có vỏ chuối, có những cái rác rác là rác có thể đi decompose, rác như mục nát, nó rải rác nằm đó đây, thì có mắt thường mình nghĩ ở đó là dơ. Nhưng mà đối với một nhà người môi sinh đó, thì ở trong cái xóm nó hoàn toàn là sạch. Nhưng mà nếu trong xóm đó đó mà họ dùng plastic rất là nhiều, những cái thứ tả trẻ em mà không có mục, hay là mình nói là những cái thắng khí thải rất nhiều, nước bị ô nhiễm thì họ dùng chỉ dơ. Thành ra cái gì dơ và sạch của một cái nhà nghiên cứu về môi trường sinh thái khác với cái dơ cái sạch của người bình thường của chúng ta. Và đôi khi chúng ta thấy một trên đường phố rất là sạch, ví dụ như là giữa thành phố Houston hay là New York thì Tokyo, mình thấy con đường được lót gạch và đâu đó sạch sẽ. Nhưng mà cái sạch đó sạch của con mắt chúng ta thôi, chứ trên phương diện mà môi sinh thì có thể rất là ô nhiễm bởi vì những cái thắng khí thải ra từ xe cộ vân vân. Nên cái sạch và cái dơ định nghĩa là khác, và cũng dùng chữ clean, chữ sạch, nhưng mà mỗi lời định nghĩa khác. Rất chúng ta hiểu, chúng ta hiểu thuộc tánh đó, rất là quan trọng là chúng ta hiểu theo pháp tánh, chúng ta hiểu theo mà chúng ta gọi là thực tính pháp, chứ chúng ta không hiểu theo cái chi tiết hàng ngày. Phải đặc biệt lưu tâm về việc này. Thưa quý vị, qua một cái ý niệm khác mà chúng tôi muốn đề cập đến ở trong phần phân chia các thuộc tính tại đây, đó là khi ta học về thuộc tính của tâm thì có những trường hợp mà chúng ta có thể dùng kinh tạng để hiểu một cách nhẹ nhàng, một cách đại khái bên ngoài. Nhưng mà đa số là chúng ta không thể dùng cái kiến thức của kinh tạng để mà mình cân với những gì được đề cập đến tại đây. Chúng tôi muốn quý vị tạm thời quên đi, tạm thời tách rời ra khỏi cái ý niệm về kinh tạng. Ngày xưa đó, thưa quý vị, chúng tôi ở gần sư trưởng, thì sư trưởng này có nói rằng có những người mà khi đi học mà họ không biết, dễ cho họ học dễ hơn. Và có những người họ biết đôi chút thì họ lại khó học. Sư trưởng có cái ví dụ là có những người học về đàn guitar, sư trưởng thì trước sự còn chưa xuất gia cũng biết đàn. Sư trưởng nói rằng cái người mà học lớn không có căn bản, đôi khi do học lớn rồi mà vô học thì nó lại chậm hơn những người mà không biết gì hết, bắt đầu từ ban đầu. Thì ở đây chắc những cái danh sách của phiền não của kinh tạng, và không nên đem áp dụng vào danh sách của các cái thuộc tánh phiền não, của thuộc tánh bất thiện, của thắng pháp tạng. Dạ, ví dụ trong 14 thuộc tánh bất thiện chẳng hạn, chúng tôi hay nói hai cái ý niệm nó khác nhau làm sao lắm. Dạ, và chúng ta học thì chúng ta nên học một cách rất là bình tâm, rất là tách biệt, nhẹ nhàng. Đừng đem cái này hiểu cái kia, giống như ta nói đem rô ổng này cấm cầm bà kia. Dạ, cái danh sách về bất thiện ở trong trong kinh tạng cũng được hiểu một ý niệm rất khác. Hay hoặc giả là chúng ta học về những cái thuộc tính tình hảo, tính niệm tàm quý vô tham vô sân thành xã, tình thân tình tâm như thân như tâm v.v. thì khoan đem những ý niệm khác vào. Ở đây chúng ta học về một cái lĩnh vực khác, nó cũng tương tự giống như là chúng ta học về khoa học vậy đó. Nước ở trong khoa học nó khác với cái ý niệm nước mà chúng ta hiểu ở bên ngoài. Dưỡng khí ở trong khoa học, oxy ở trong khoa học hiểu oxy khác với bên ngoài. Thì chúng ta chịu khó học tới đâu thì nhận ra tới đó. Trong phần liên quan đến thuộc tính của tâm thì thứ gì nó hơi
nó hơi đặc biệt ở một điểm là khi mà chúng ta học một phần này đó, chúng ta phải đào sâu một căn ngữ căn của tiếng Phạn và ngữ căn tiếng Phạn. Trong cái lớp học Pali có một phần lần mà thượng tọa Tuệ Siêu có đề cập đến thì chúng tôi ít có thấy một cái ngôn ngữ nào mà ngữ căn mà đặc biệt quan trọng như phản ứng Pali để chúng ta hiểu. Ví dụ như chữ Sati, Sati nó từ một cái ngữ căn có nghĩa là nhớ, chỉ niệm mỗi lần chúng ta dịch là niệm nhưng ngữ căn là nhớ, thì từng cái định nghĩa, ví dụ như là mình nói rằng tính niệm tàm quý, thì bây giờ chúng ta phải đi vào các ngữ căn để chúng ta hiểu rõ là tại sao cái ý nghĩa đó lại dùng cái từ đó để mà chỉ. Và khi mà dùng từ thì chúng tôi phải nói rằng có nhiều chữ đó bắt buộc phải định nghĩa lại. Ví dụ như chữ phóng dật, ở đây chữ Uthachá định nghĩa lại, chữ Manasikara thì tác ý cũng phải định nghĩa lại, nó không có dùng giống như cái chữ tác ý là chữ phóng dật được xài ở chỗ khác. Riêng về phần thuộc tánh của tâm đó, năm hai thuộc tánh đó, thì tất cả định nghĩa đó nó đều phải là một định nghĩa rất là chuẩn về cả ngữ và nghĩa. Không thể nói lan man để chung chung nói cái này giống qua cái kia, cái giống qua cái nọ, bởi vì nó phải có sự phân ranh hẳn hoi. Nó cũng là một trường rất là thú vị khi mà chúng ta học vào thuộc tánh của tâm. Và sau cùng thứ vị điều mà chúng tôi muốn nhắc ở tại đây là trong cái cách nói mà chúng ta học thì ít khi có sự phân rõ về mạo trực. Đây là nhóm tự tha, nhóm bất thiện, hay loại tự tha, loại bất thiện, mấy cái loại cái nhóm đó chúng ta không để ý. Nhưng mà ở trong sự phân chia thì bắt buộc là chúng ta phải đi từ phần, từ cái chung sang từ một cái ngã rẽ. Rồi từ ngã rẽ này giống như chúng ta nói cái cây thì nó có nhiều cành, một cành nó có nhiều nhánh. Và chúng ta không nói một cây nó có nhiều nhánh, cành và nhánh không có phân rõ với nhau được. Thì ở đây là vấn đề mà bắt buộc chúng ta phải chia. Và như chúng tôi nói rằng ở trong cái từ phản ứng đó, từ kia danh từ thì không có dùng cái mạo từ đó. Và trong tiếng Việt thì cũng không có phân, nhưng mà chúng tôi tạm gọi là phân loại là cái lớn nhất. Giống cái cây chia có nhiều cành, cành nó chia nhiều nhánh. Tiếng chữ phân loại, ví dụ như thuộc tánh, năm mươi hai thuộc tánh chia là ba loại: loại tự tha, loại bất thiện, loại tịnh hảo. Rồi trong một loại thì có nhiều nhóm, nhóm ví dụ nhóm loại bất thiện thì có nhóm si phần, nhóm tham phần, nhóm sân phần và nhóm. Rồi trong mỗi nhóm thì có bao nhiêu thuộc tánh như thế. Và đó là cách phân chia. Thì cái mạo từ mà loại và nhóm bắt buộc chúng ta phải xài, chứ không có là chúng ta hiểu nhầm đi. Cái tâm, cái thuộc tánh chúng ta gọi là thuộc tánh bạn, nằm ở trong cái nhóm gọi là tham phần, và nó nằm ở trong cái loại gọi là loại bất thiện, ví dụ như vậy. Cái này chúng tôi tập riêng về ở trong tâm cũng vậy. Khi mà tâm lúc trước chúng ta học tâm nghiệp thế, tâm chịu thế, tâm nghiệp thế, rồi có tâm dục giới, tâm sắc giới, bộ sắc giới, tâm dục giới, có tâm bất thiện, tâm vô tịnh hảo và bất thiện, cái nào cũng là tâm hết mà không có phân chia lại nhóm. Cái đó là cái nó hơi phiền khi mà cách trình bày, nhưng mức phải lầm lẫn hơn là ở trong các thuộc tánh. Ở trong phần thuộc tánh thì chúng ta phải phân là như vậy. Và trong phần nên cẩn thận, chúng tôi nhắc lại một lần nữa, hồi nãy chúng tôi đã có đề cập đến là ở sự phân loại trong của thuộc tánh có ba đó, là tự tha, bất thiện và tịnh hảo đó. Thì nghe nó không đâu nhầm vào đâu hết. Thứ nhất là tịnh hảo, nó không hẳn hoàn toàn đối với bất thiện. Chúng ta nghe nói thiện thì phải đối với bất thiện, đối với bất thiện phải là thiện không? Ở đây
là ngoài đối đối bất thiện là tịnh hảo, tức là mình hiểu tạm hiểu là một cái thành phần xấu, một thành phần tốt. Nhưng cái tốt ở đây nó bao gồm, nó gọi là tịnh hảo, nó bao gồm cả cái thiện, nhưng mà nó chữ thiện ở đây dùng không đủ, và chữ tịnh hảo thì nó nhiều hơn. Nhưng mà thiện và bất thiện đó, ngoài thiện bất thiện thì nó không phải là trung tánh, tức là không thiện không ác, mà ở đây gọi là tợ tha, là nó đi với thiện thì nó thành thiện, đi với tốt thì thành tốt, đi với xấu thì thành xấu, gọi là tợ tha. Cách phân loại như vậy cũng là một cách phân loại rất là thú vị của Thắng Pháp. Bây giờ thì thứ vị chúng tôi tạm ngưng bài học ngày hôm nay ở đây, để có một vài cái giảng dạy của về phần giảng dạy của Thượng Tọa Tuệ Siêu. Sau đó chúng tôi sẽ trở lại với phần thảo luận. Bạch Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa có mặt ở trước máy và Thượng Tọa nghe được không? Nếu Thượng Tọa Tuệ Siêu còn ở trước máy, xin kính thỉnh Thượng Tọa hoan hỷ chia sẻ cho bài học ngày hôm nay, rồi sau đó chúng ta sẽ đi vào phần thảo luận. Một lần nữa xin được hỏi Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa có ở trước máy và có nghe được không? Có lẽ Thượng Tọa Tuệ Siêu không. Ô dạ, thấy Thượng Tọa Tuệ Siêu rồi. Kính cung kính Thượng Tọa. Nam mô Phật Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Kính thưa quý vị, trong khi chờ đợi Thượng Tọa Giác Đẳng đưa các cái câu thảo luận bài học ngày hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ một vài điều về cái cách phân chia, sự phân chia các thuộc tánh của tâm. Ở trong bài học chúng ta hôm nay thì chỉ nói đến cái sự phân chia theo nhóm 13 thuộc tánh thuộc nhóm tự tha, 14 thuộc tánh thuộc nhóm bất thiện, và 25 thuộc tánh thuộc nhóm tịnh hảo. Rồi nhóm tợ tha có hai phần nhỏ là 7 biến hành và 6 biệt cảnh. Thì ở đây đó, chúng tôi sẽ nói thêm cái chỗ này. Nếu tợ tha mà có biến hành và biệt cảnh thì bất thiện cũng có biến hành và biệt cảnh, tịnh hảo cũng có biến hành và biệt cảnh. Biến hành là sắp và chích tác sa thần ná, gọi là biến hành tâm, bởi vì 7 cái tâm sở biến hành tợ tha đó, 7 tâm sở biến hành tợ tha thì nó hợp với tất cả tâm sắp và chích tác sa thar na cetasika. Còn 6 cái biệt cảnh tợ tha gọi là biệt cảnh là bởi vì chúng phối hợp không phải hết tất cả 121 tâm, mặc dù phối hợp được với những tâm bất thiện, tâm thiện, tâm quả, tâm tốt, nó phối hợp được, nhưng nó chỉ phối hợp giới hạn. Thí dụ tâm
tâm sở, nó chỉ phối hợp với 55 tâm hữu tầm. Tức là 44 tâm dục giới, dục ý thức giới, và 11 tâm sơ thiền, rồi tứ thì nó phối hợp với 66 tâm hữu tình, là nó thêm 11 tâm nhị thiền nữa, vân vân. Thì như vậy tầm cứng thân giải cần thể dục không phải là nó phối hợp hết tất cả 121 tâm, mà tùy trường hợp, tùy bối cảnh mà nó phối hợp được với tâm đa không. Bởi vì như là tâm nhị thiền, tại sao không có tầm? Bởi vì tâm nhị thiền, trạng thái nhị thiền, trạng thái nhị thiền là trạng thái bỏ tầm, chỉ còn tứ thôi. Còn trạng thái tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền thì bỏ cả tầm tứ, bởi vì nó thuộc về những định tu tầm ngũ tứ. Cho nên tầm tứ không có phối hợp trong tầm tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, vân vân. Còn như chúng ta nói đến thắng giải thì nó phối hợp chỉ có 101 tâm cần, thì phối hợp với 105 tâm, nó không hợp đủ hết. Hỷ phối hợp với 51 tâm, thí dụ vậy. Thì đó là biệt cảnh của tội tha, biệt cảnh tội tha. Bây giờ chúng ta lại nói đến bất thiện biến hành, akusala sathana, tức là chỉ cho bốn tâm sở si phần, si vô tà quý phóng dật. Si vô tà quý phóng dật sở dĩ gọi là bất thiện biến hành là bởi vì nó phổ cập, nó phật phổ cập hay là phổ biến, nó phổ biến cùng khắp 12 tâm bất thiện, không có thứ tâm bất thiện nào, 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si, không có thứ tâm bất thiện nào mà thiếu si vô tà quý phục vật hết. Cho nên si vô tà quý phục vật được gọi là bất thiện biến hành. Rồi ba tham phần, tức là tham, tà kiến, mạng. Bốn sân phần là sân, tật, lẫn, hối. Hai hôn phần là hôn trầm, thủy miên. Cuối cùng là hoài nghi. Thì mười cái tâm sở đó, mười tâm sở đó được gọi là biến hành, gọi là biệt cảnh bất thiện. Tại sao là biệt cảnh bất thiện? Là bởi vì tham tâm sở nó chỉ phối hợp với tâm tham, nhưng không thể phối hợp với tâm bất thiện, sân hay si. Còn tà kiến tâm sở thì nó chỉ phối hợp với tâm tham mà tương ưng tà kiến, tâm tham hợp tà đó. Có bốn tâm thôi chứ không đủ hết tám tâm. Còn mạng, mana thì nó chỉ phối hợp với bốn tâm tham ly tà thôi, có thể có hay có thể không. Còn sân tật lẫn hối, sân thì chỉ phối hợp với hai tâm sân, còn tật lẫn hối thì nó có thể phối hợp với, nếu có phối hợp với tâm thì chỉ là tâm sân, nhưng mà nó bất định, bất định mà đi riêng. Khi có tật không lẫn không hối, mà khi có lẫn tật không hối, khi có hối thì không có tật lẫn. Tật là cái sự ganh tị, lẫn tức là cái sự keo kiết,
Và hối tức là cái trạng thái rầy rứt ăn năn, cái trạng thái rầy rứt. Thì như vậy nó là biệt cảnh, biệt cảnh. Rồi hai hôn phần đó, tức là hôn trầm thủy miên, nó cũng không phải là phối hợp hết tất cả tâm bất thiện, mà chỉ phối hợp với những tâm bất thiện hỗ trợ thôi. Còn cái tâm bất thiện vô trợ, như bốn tâm tham vô trợ, một tâm sân vô trợ, và hai tâm si. Hai tâm si cũng là tâm vô trợ, asankharika. Thì khi mà hỗ trợ thì mới có được hai hôn phần. Tuy nhiên hai hôn phần nó phối hợp ở trong tâm hỗ trợ đó, tâm bất thiện hỗ trợ, nó cũng chỉ là bất định, là có khi khó khi không. Khi nào mà tâm tham trở lên gượng ép trong cái tình trạng gọi là giả dưỡi lười biếng, như là một người đang ngáy ngủ mà bị gọi dậy để mà ăn cái món gì mà anh ta thường ngày rất là hợp khẩu vị, thì anh ta vừa ăn mà vừa giả dưỡi, thì như vậy đó mới có hôn trầm thủy miên phối hợp với tâm hỗ trợ. Cho nên nó cũng thuộc biệt cảnh bất thiện. Rồi tâm sở hoài nghi nó cũng là biệt cảnh bất thiện, bởi vì nó chỉ phối hợp với tâm si và nghi mà thôi, chứ không thể phối hợp chung hết 12 tâm bất thiện. Thì như vậy nói về biệt cảnh mà của bất thiện đó, thuộc tánh bất thiện mà biệt cảnh thì chỉ có tới 10, mà biến hành bất thiện thì có 4. Là như vậy. Rồi bây giờ chúng ta nói đến 25 thuộc tánh tịnh hảo. Trong 25 thuộc tánh tịnh hảo đó thì có 19 thuộc tính, như là tính niệm, vô tham, vô sân, trung hòa, hay gọi là hành xả, trung hòa, macchattata. Chúng tôi không có gọi là hành xả upekkha, bởi vì cái hành xả đó là một cái pháp thiện tích cực. Còn cái chữ người ta trắng macchattata ở đây tức là trung hòa, tức là một cái đặc tính của thuộc tánh này là nó làm cho các cái pháp đồng sanh, các danh pháp đồng sanh trong sắc na tâm được quân bình. Tính niệm tạm quyết của thân sân trung hòa, tịnh thân, tâm thích thân, thích tâm, khinh thân, khinh tâm, nhu thân, nhu tâm, thích thân, thích tâm, thường thân, thường tâm, chánh thân, chánh tâm. Thì như vậy nó là 12, nó là 19 cái tâm sở mà gọi là tịnh hảo, biến hành, sopana, sadharana. Tại sao gọi là tịnh hảo biến hành? Là bởi vì 91 tâm tịnh hảo, tức là kể từ 24 tâm dục giới tịnh hảo, 15 tâm sắc giới, đến 12 tâm vô sắc giới, đến 40 tâm siêu thế, 91 tâm đó đều có 19 thuộc tính này phối hợp, không thể thiếu, không thể thiếu được. Vì vậy cho nên mới gọi là sopana cetta, sopana sadharana cetasika, của chính tâm sở đó. Còn 6 tâm sở tức là 3 giới phần, virati là chánh ngưỡng, chánh nghĩa, chánh mạng,
hai vô lượng phần là bi và tuệ hỷ, và tâm sở trí tuệ. Sáu cái tâm sở này được gọi là tịnh hảo biệt cảnh. Chúng ta nhớ tịnh hảo biệt cảnh. Tại sao gọi là tịnh hảo biệt cảnh? Bởi vì ba giới phần đó nó không phải phối hợp với tất cả chính muốn tâm được, mà nó chỉ phối hợp với những cái tâm nào đáng được phối hợp. Tức là tám tâm đại thiện có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng phối hợp. Những khi mà chúng ta dùng tâm thiện để giữ giới rồi nó phối hợp với 40 tâm siêu thế, bởi vì nó đóng cái vai trò chi đạo, bắt chi đạo, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng trong bắt chi đạo để đoạn trừ phiền não. Cho nên nó chỉ phối hợp với 48 tâm thôi. Còn hai vô lượng phần cũng vậy. Vì chúng ta tu tập bằng tâm thiện, bốn vô lượng tâm thì có bi và tùy hỷ được. Vì A-la-hán ngài an trú bốn vô lượng tâm từ bi hỷ xã, cho nên bi và tùy hỷ có mặt ở trong tâm đại tố. Những tâm sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, sắc giới, chỉ có bốn bậc thiền đó thì mới tu chứng bằng cái đề mục từ bi hỷ xã, bốn phẩm trú Brahma-vihara trong 40 đề mục. Còn xã vô lượng tâm thì ngũ thiền sắc giới mới tu tập, mới tu chứng được bằng cái thiền thọ xã. Cái này trong Thanh Tịnh Đạo có nói đến. Và do vậy bi và tùy hỷ nói một cách chung, tức là nó phối hợp với 16 động lực dùng với tịnh hảo, là 8 đại thiện, 8 đại tố, và 3 sơ thiền, 3 nhị thiền, 3 tam thiền, 3 tứ thiền, sắc giới, chỉ vậy thôi. Tuyệt nhiên bi và tùy hỷ không có mặt ở trong tâm siêu thế được, là bởi vì tâm siêu thế có cảnh, có đối tượng là niết bàn. Còn bi và tùy hỷ là có chúng sanh làm cảnh, chúng sanh chế định làm cảnh, làm đối tượng, cho nên nó không có. Vì vậy bi tùy hỷ cũng gọi là biệt cảnh, nó riêng biệt, nghĩa là nó cá biệt, nó khu biệt, nó khu biệt một số tâm chứ không thể tổng quát hết. Còn tâm sở tịnh hảo mà thuộc về trí tuệ đó, cũng gọi là biệt cảnh. Vì sao vậy? Là bởi vì không phải chính bốn tâm tịnh hảo đều có mặt tâm sở trí tuệ. Những cái tâm dục giới tịnh hảo ly trí, như là bốn tâm thiện ly trí, bốn tâm đại quả ly trí, bốn tâm đại tố ly trí thì không có sở hữu tịnh hảo phối hợp, không có sở hữu trí tuệ phối hợp. Còn lại 12, 27 và 40 tâm siêu thế, 79 tâm đó, đó thì chúng ta gọi là những cái tâm tương ứng trí mới có trí tuệ phối hợp. Dù sao đi nữa thì nó vẫn còn khu biệt ở, nó giới hạn ở cái tâm hợp trí chứ không thể tâm ly trí. Do vậy cái tận trí tuệ vẫn gọi là biệt cảnh, gọi là tịnh hảo biệt cảnh. Nói tóm lại là khi phân loại ba nhóm, nhóm tự tha, nhóm bất thiện, nhóm tịnh hảo,
thì nhóm trợ tha có biến hành, có biệt cảnh. Nhóm bất thiện cũng có biến hành, cũng có biệt cảnh. Nhóm tịnh hảo cũng có biến hành và biệt cảnh. Đây là chúng tôi xin chia sẻ thêm với quý vị về cái bài học ngày hôm nay trong sự phân loại. Trong thời gian chờ đợi Thượng Tọa Giác Đẳng soạn câu thảo luận, chắc lẽ bây giờ Thượng Tọa Giác Đẳng cũng đã xong vì chúng tôi nói hơi dài, hơi nhiều một chút. Bây giờ xin thỉnh Thượng Tọa trở lại Nam Mô Bổn Thầy. Dạ, tôi kính chào Thượng Tọa Thượng Sư. Không biết là tại hôm nay sức khỏe Thượng Tọa Thượng Sư tốt hay là tại dùng Nam Mô Tán Pháp, thấy Thượng Tọa nghe giọng nói Thượng Tọa rất là khỏe, rất là hoan hỷ. Và Thượng Tọa Thượng Sư, ở trong giáo lý duyên sinh đó, giáo lý duyên khởi đó, thì chúng ta hay thường nói rằng xúc duyên cho thọ, thọ duyên cho ái, hay là nhãn xúc sở thân thọ, nhĩ xúc sở thân thọ, v.v. Nhưng mà ở trong Thắng Pháp thì ví dụ như là bốn danh quẩn, thọ tưởng hành thức, hoặc giả là nó xúc thọ tưởng tư định mà ngăn thức ý, thì nó là đồng sanh đồng diệt ở trong cái tâm. Thì chúng ta thường nói đến đồng sanh đồng diệt, và một bên nữa thì mình nói là cái này duyên cho cái kia duyên cho cái nọ, thì hai cái nói có mâu thuẫn nhau không? Xin Thượng Tọa hoan hỷ trở lại dạy rõ về điểm này. Anh Nam Mô Bổn Thầy. Kính bạch chư tăng thương vị, trước hết tôi cũng xin nói về sức khỏe chúng tôi hôm nay cũng tương đối là nó phục hồi tốt. Cho nên hôm nay chúng tôi mới vào rung để phụ tiếp sinh hoạt thảo luận với Thượng Tọa Giác Đẳng. Với hơn nữa là cái môn Thắng Pháp Abhidhamma là cái môn mà chúng tôi tâm đắc, có thể nói là sở trường, vì chúng tôi dạy môn đó đã từ lâu rồi, cho nên chúng tôi rất thích để chia sẻ. Và do vậy lúc mà chúng tôi nói phấn khởi, hồn hởi phấn khởi, chúng tôi quên là Thượng Tọa Giác Đẳng đang chú ý. Để đo điện tâm đồ để kiểm tra sức khỏe. Cho nên Thượng Tọa mới phát hiện ra. Kính thưa quý vị, thật ra thì không có cái sự mâu thuẫn là bởi vì nó có hai ngài chưa thứ cá trong này giải thích trong cái phần mà duyên sinh thì ở trong cái bộ chú giải Chư Thích Cát lấy tên của ngài, đặt tên ở bộ chú giải đó luôn, chú giải về Thắng Pháp và Biểu Luận ở Phật Thân Bát Thát Sa Gá. Thì ở đây khi mà nói đến cái sự trợ duyên giữa năng và sở, xúc duyên cho thọ, thọ duyên cho ái, xúc duyên thọ, v.v. Thì ở đây chúng ta thấy rõ cái tâm sở xúc với tâm sở thọ, một cái là hành quẩn tở tha, còn một cái là tử quẩn, là thọ quẩn. Thì đương nhiên là nó đồng sanh với nhau trong một sát na tâm.
Nhưng mà trong sách Na Tông đó thì các pháp nó vẫn có thể trợ duyên cho nhau bằng cách gọi là Sahachata Pachaya, là câu sinh duyên. Mà nó đúng ra là trong kinh bốn kinh quẩn trợ duyên nhau gọi Anyamanya Samana, Anyamanya Pachaya, tức là hỗ tương duyên. Bốn kinh quẩn đồng sanh và hỗ tương, và cũng trợ duyên bằng cách là Samayutta Pachaya, tức là tương ứng duyên. Bốn danh quẩn là tương ứng với nhau, thọ tương ứng với tưởng, hành, thức. Tưởng, hành, thức tương ứng với thọ, một trợ ba, ba trợ một, hai trợ hai. Cho nên cái nguyên lý đó thì không có cái gì là khó hiểu. Nhưng có điều là nếu mà giải thích duyên sinh mà chỉ theo cái nguyên lý câu sanh hỗ tương tương ưng giữa xúc duyên cho thọ thì nói vậy không, người ta sẽ không có hiểu ra, không có thể giác ngộ được tại sao dùng sanh tử luân hồi nói đến thập nhị nhân duyên, già chết có tập khởi là sanh, sanh có tập khởi là hữu, hữu có tập khởi là thủ, thủ có tập khởi là ái, ái có tập khởi là thọ, thọ có tập khởi là xúc, xúc có tập khởi là lục nhập, lục nhập có tập khởi là danh sắc, danh sắc có tập khởi là thức, thức có tập khởi là hành, hành có tập khởi là vô minh. Vô minh duyên hành, hành thức, thức danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên già chết sầu bi khổ u ai. Cả một cái quá trình tập khởi của toàn bộ khổ quẩn này là như vậy. Mà nếu như ở cái mắt xích xúc duyên thọ mà chỉ nói ở trong cái gọi là câu sanh duyên, tương duyên, hỗ tương duyên trong một sát na tâm đó, thì người ta sẽ khó hiểu và tự nhiên mình cảm thấy là đó là cái vấn đề không, nó không có ảnh hưởng gì đến cái cuộc sống của chúng ta. Nhưng ở đây chúng ta phải hiểu thêm một cái trường hợp nữa mà ngài, các cái vị thiền sư như là ngài Mahasi Sayadaw chẳng hạn, khi mà ngài giải về thập nhị nhân duyên ở trong thiền đó, thì ở đây đó, ngài giải theo cái lý của tạng kinh. Và trong lý của tạng kinh này đem đối chiếu lại với thắng pháp thì nó vẫn có. Chẳng hạn như bây giờ thế này, do si mê mà chúng sanh mới hành động thiện hay là bất thiện. Si mê là vô minh, vô minh duyên hành. Do có phi phúc hành, phúc hành bất động hành, tức là hành động thiện bất thiện đó, mới tạo ra cái quả thức, quả thức tái sinh. Rồi thức duyên danh sắc, do có thức tái sinh này cho nên mới tạo ra, nó duyên ra cái đời sống mới, một cái thân Atapha quá, một cái thân sanh hữu mới, có danh có sắc. Rồi danh sắc đó là gì? Danh sắc đó hình thành
ra mắt tay mũi lưỡi thân quỷ, hình thành ra mắt tay mũi lưỡi thân quỷ. Đúng ra thì ở đây đó, thì danh sắc đó nó duyên cho lục nhập chia làm hai, tức là duyên cho ngũ nhập, tức là mắt, thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân. Và sắc đó nó duyên cho ý nhập và chỉ cho tâm. Ý nhập mắt na với tà năng, gọi lục nhập hay lục căn, mắt mũi, mắt tai mũi lưỡi thân ý. Rồi vì có mắt tai mũi lưỡi thân ý cho nên tiếp xúc với sáu cảnh sắc thinh khí vị xúc pháp, cái này lấy xúc. Rồi vì chúng sinh đó, khi mà mắt thấy nghe mũi ngửi mùi lưỡi nước vị thân xúc chạm ý suy nghĩ pháp, ý suy nghĩ cảnh pháp, vì do duy xúc đó nó phát sinh lên thọ, và thọ này là chúng ta phải hiểu theo cách là thọ từ cái giai đoạn tâm động lực cho quanh nát của chúng sanh phàm phu, tức là từ khi nhận thức sanh khởi bắt đầu nó duyên cho thọ của động lực, thọ khổ, thọ lạc, phi khổ, phi lạc, hay nói cách khác tức là nó duyên cho thọ khổ lạc ưu hỷ xã. Thật sự ở trong đời sống của chúng sinh, khi mà mắt nhìn thấy cảnh sắc, tai nghe tiếng, từ đó nó mới phát sinh cái sự vui buồn thương ghét. Thì do vậy cho nên chữ xúc duyên thọ trong trường hợp này phải hiểu theo thắng pháp là bất tôn có đích si giác có chi giác, tức là cái thường cận y duyên. Mình thấy cảnh sắc nó thấy hoài rồi bắt đầu khởi lên cái tâm vui thích, hay là mình gặp cái người đó gặp hoài cái mình sanh ra chán, mình sanh ra bực bội, thì nó duyên cho thọ ưu. Khi mà thời tiết mới có bắt đầu chuyển qua cái mùa nóng thì ngày đầu mình chưa cảm thấy khó chịu, nhưng mà nóng nhiều ngày chừng tuần lễ, hai tuần lễ rồi không có một giọt mưa, không có ngọn gió, thì tự nhiên cái thời tiết đó, cái cảm xúc đó, cái xúc, xúc nóng đó, nó duyên cho thọ khổ, thân thức thọ khổ, vân vân. Thì như vậy trong trường hợp này xúc duyên cho thọ, chúng ta phải hiểu hai cách. Ở kinh tạng thì chỉ nói đến xúc duyên thọ là thường cận y duyên, tức là do cái sự xúc chạm cảnh mà phát sinh lên vui buồn, sướng khổ, xả lạc, phi khổ phi lạc. Không có nói đến cái vấn đề động lực và thường cận y duyên. Nhưng mà ở trong thắng pháp A Di Đà khi mà giải thích chỗ đó, đó thì nói rằng xúc duyên cho thọ nó còn một cách nữa, tức là thường cận y duyên và thọ này chính là thọ khổ lạc, bất khổ bất lạc ở trong cái tâm động lực, động lực thiện hay là bất thiện của chúng sanh đó, chúng sanh phàm phu. Và bởi vậy nên thọ mới duyên cho ái. Phàm phu chúng ta vì không có cái sự tu tập, không có khéo tác ý, cho nên khi mà đời sống này chúng ta được thọ vui thọ lạc thì khởi lên cái tâm ái, mà thọ ưu thọ khổ thì chúng ta ái ở chỗ khác, chúng ta thích đi tìm ở chỗ khác. Cái nào cũng là ái cả, một là ái trực tiếp, hai là
ai giăng tim, rồi ai diêu thủ cũng vậy. Chúng ta cứ nghĩ rằng là dục thủ ngôn hữu, kiến thủ với công thủ ngã chấp thủ, thì cái đó cũng là tham và tà kiến. Nó ở trong cái tâm tham, mà tâm sở tham đó là ái rồi. Ái mà duyên cho dục thủ là duyên sao? Chỗ này nó không phải là duyên mà cách khâu sinh duyên, mà nó duyên mà cách là thường khẩn y duyên. Khi một cái nồi nước mới vừa bắt lên trên bếp lò, trước tiên lửa nóng nó duyên cho cái nồi nóng, cái nồi nóng do cái đáy nồi nóng cho nên duyên cho nước ở trong nồi nóng. Và nước ở trong nồi nó nóng lâu chừng 1 phút 2 phút rồi bắt đầu nó sôi ùn ụt lên. Thì cái trạng thái mà nóng sôi ùn ụt lên đó tức là chỉ cho thủ, dục thủ. Còn mới nóng đó thì cái đó ví dụ giống như là ái, gặp cảnh ái xong rồi mới dục thủ, mới là chấp thủ, mới bám theo, vân vân. Thì như vậy ở trong Thắng Pháp có một điểm đặc biệt là khi mà Đức Thế Tôn là thuyết về Patthana, là thuyết về duyên hệ đó, Patthana Patthaya thuyết về duyên hệ, thì ở đây là đã giải quyết được tất cả những vấn đề nằm ở trong kinh tạng mà chúng ta tưởng chừng như là có sự mâu thuẫn giữa kinh tạng và Thắng Pháp, nhưng thật ra không, thưa quý vị. Có hai trường hợp: khía cạnh này nấu xúc duyên thọ là đồng sanh, không sinh duyên, tương ương duyên, hỗ tương duyên. Nhưng mà khía cạnh khác thì phải hiểu là xúc duyên thọ một cách thường cận y duyên. Như vậy cũng thoáng, thưa quý vị, không sao. Cho nên ở đây chúng tôi xin được trả lời cái câu thảo luận thượng tọa giáo đảng vừa đề như vậy. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú kính trường thượng tọa tu sư. Thật ra hỏi thượng tọa tu sư câu này thì cũng hơi ngây ngô. Câu này nói trong Thắng Pháp thì nó không nhầm vào đâu hết. Nhưng mà chúng ta cũng cần có một cái ý niệm. Bên thưa thầy siêu, người ta thường có một cái thành ngữ là tu tâm dưỡng tánh. Bây giờ chúng ta tạm hiểu là tu tâm là tâm tâm thiện, tâm bất thiện v.v. Nhưng ta nói dưỡng tánh, ta nói khác, nhưng mà nói về dưỡng tánh các thuộc tánh cho đi. Ở trong Thắng Pháp thì mình thấy rõ rằng là khi mà mình nói về những cái pháp, ví dụ như là tứ trưởng, hay là chúng ta nói các thiền chi v.v. thì nó thuộc về hay là các chi đạo, nhà các chi đạo trong bát chánh đạo thì nằm ở trong thuộc tánh hết. Thì vậy, như vậy mình tu là mình tu tâm hay dưỡng tánh? Xin sư tổ hoa kỹ cho biết một vài cái cảm nhận sư tổ về điểm này, kính thỉnh sư tổ. Anh đã buông thầy chưa? Thực ra thưa quý vị, câu hỏi của thượng tọa Giác Đẳng hỏi không phải là một cái câu hỏi ngây ngô như thượng tọa nói, mà trong cái câu hỏi này chúng ta rất thường được nghe là người tu là người tu tâm dưỡng tánh. Người ta thường sẽ cập như vậy, tu tâm dưỡng tánh. Nhưng mà chính ngay cái người mà thở xưa, cái người mà nói là tu tâm dưỡng tánh, họ cũng không biết. Theo Thắng Pháp và Đề Đàm họ không biết tu tâm là như thế nào, dưỡng tánh là như thế nào. Thực ra tâm tánh đó, nói theo cách tốt của họ,
thì nó đồng nhau, người ta mới gọi là tâm tánh. Và khi nói đến tu tâm dưỡng tánh là họ họ nói cho có cặp đôi như vậy đó, là để cái lời nói nó có mạnh mẽ một chút, có phần điệu một chút, và nghe cho nó hay một chút. Chớ ở đây đó, nếu mà chúng ta hiểu thì chúng ta sẽ hiểu. Nếu muốn chịu, nếu chịu hiểu là chúng ta phải hiểu một cách xác thực. Thí dụ như bây giờ nói tu tâm, tu tâm tâm gì đi, đó là tâm thiện. Mà nếu mà gọi là tu tâm thiện đó, chúng ta cứ nói là tâm thiện, tâm thiện, tâm thiện, tâm thiện, như vậy làm sao? Thế là chúng ta phải giữ tánh, giữ các cái thuộc tánh. Thí dụ như bây giờ, trước hết tính tâm sở là thuộc tính, là thuộc tánh của tâm tịnh hảo. Tính tâm sở thập tha sát tha cetasika là một cái đặc tính, là một cái tính chất, là một trạng thái trong sạch tính tưởng. Thế là bây giờ cái thuộc tánh đó mình phải dưỡng cho nó trở thành cái đức tin. Cho nên người Phật tử chúng ta gọi là tu tâm, là tu thiện, tu thiện đó. Thì tâm thiện chúng ta trước hết là chúng ta phải nuôi dưỡng cái đức tin của chúng ta đối với Tam Bảo Phật Pháp Tăng cho nó thuần thục, cho nó lành, cho nó kiên cố. Rồi bắt đầu đức tin xong rồi bắt đầu chúng ta mới tu tâm thiện, bằng cách là chúng ta dưỡng thuộc tánh giới Phật, tức là chánh ngữ, chánh nghĩa, chánh mạng, tức là chúng ta trì giới. Đức tin xong rồi chúng ta phải giữ giới. Rồi còn thêm nữa là tu thiện, tu tâm, tâm thiện. Nhưng mà chúng ta phải dưỡng tánh thêm cái nữa, một bước nữa, tức là chúng ta phải dưỡng cái thuộc tánh alopha, tức là cái tánh vô tham, là có cái tâm xả tài, bố thí. Như vậy khi mà chúng ta gọi là tu tâm thiện, tức là chúng ta giữ cái tâm thiện, sửa bỏ cái tâm bất thiện tham sân si hồi trước giờ đi. Bây giờ chúng ta chỉ cho sinh khởi tâm thiện thôi. Nhưng mà tâm thiện thì chúng ta lấy các cái thuộc tánh như là tính, niệm, tạm, quý, vô tha, vô sân, hành xả, để mà chúng ta phát triển những cái thuộc tánh đó cho lớn mạnh lên, trở thành một cái pháp thiện là bố thí, trì giới, tu tiến, cung kính, phục vụ, tính pháp, thuyết pháp, hội phước, tiện phước, cải chánh tri kiến, v.v. Thì như vậy đó, khi mà chúng ta phối hợp như thế, phối hợp đi, và hiểu được cái nghĩa mà tu tâm dưỡng tánh theo thắng pháp đó, thì cái này cũng là một cách suy nghĩ tác ý rất hay, để giúp cho chúng ta không có khó chịu khi mà gặp người ta khuyên mình ráng tu tâm dưỡng tánh. Lúc đó mình biết rõ rồi, mình cười, mình hỏi hỏi vậy chứ, anh có biết tu tâm gì hay không, biết dưỡng tánh là dưỡng thuộc tánh nào hay không, chứ dưỡng thuộc tánh bất thiện mà dưỡng làm chi, như là bố, như là si vô tà quý phóng vật, tham tà kiến a mạng, dưỡng thuộc tánh đó mà dưỡng làm cái gì. Chúng ta phải dưỡng những cái thuộc tánh tình hảo. Đây là điều mà chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua câu thảo luận số 2. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
sa thú cái trường từ đầu từ siêu. Và trường đầu từ siêu, trường đầu thế giải thích là cái số lượng thuộc tánh á, ở trong một cái tâm á, nó có nói lên điều gì về bản chất của tâm hay không? Hay là tại sao mà ở trong tâm tịnh hảo á, thì lại có quá nhiều thuộc tánh so với tâm bất thiện? Kính thỉnh chư tổ hoan hỷ trở lại. Anh Đức Phụng của Thầy, anh tính bạch chư tâm đức, kính thưa quý vị, ở trong một sắc na tâm sinh khởi, thì cái số lượng nhiều hay ít của các thuộc tánh đó, là nấu lên cái bản chất của các phương tâm có cái sự sai biệt. Chứ không phải không có tác dụng. Thí dụ như khi một tâm thị sinh khởi, tâm thiện đó nếu chỉ có thọ uẩn đơn thuần là thọ hỷ, somanassa, sahagatam, thì như vậy chưa đủ mà phải có thêm hành uẩn bi tí, tức là hỷ hay là phỉ lạc đã tương ưng, thì như vậy nó mới có, mới có được một cái tâm thọ hỷ mà có cái sự phấn khích, cái sự phấn chấn. Thế nhưng đối với tâm thiền thì đối với tâm sơ thiền, nhị thiền, tam thiền đó, thì vừa là cái tâm thọ hỷ và vừa là hữu hỷ sắp bị tích cả. Thì ở đây những cái tâm này, tâm thì này nó còn thô. Cho đến cái tâm tứ thiền, đến lúc bây giờ ly hỷ trú lạc, tức là bỏ bi tí, mà chỉ còn có cảm thọ lạc thôi, thì như vậy rõ ràng là ở đây nó có cái sự chênh lệch về cái đặc tính. Nó có cái sự chênh lệch về cái đặc tính của tâm khi mà tâm đó có thêm hoặc là giảm bớt các cái thuộc tính, cũng như ở trong cái tâm hợp trí và lý trí của vị, cũng là một người đi làm phước bằng cái tâm thiện đó, đức tin giống nhau, cái sự xả tài vô tham cũng giống nhau, nhưng mà có người họ làm phước bằng cái tâm thiện tương ưng trí, hợp trí, thì có cái thuộc tánh trí tuệ phối hợp, thì cái tâm thiện này nó lại có đặc tính, nó có tính chất đặc biệt hơn là một thí chủ kia họ làm phước dồi dào nhưng mà cái tâm lý trí không có trí tuệ, không có sự suy xét. Thì như vậy ở đây đó là chúng ta phải hiểu
chúng ta phải hiểu là các cái thuộc tánh khi mà nó phối hợp với tâm, một sát ra tâm có số lượng nhiều hay ít, thêm hay bớt các thuộc tánh, thì điều đó có nói lên cái sự đặc thù hay là sự bình thường của tâm. Còn bây giờ cái vấn đề thứ hai đó là tại sao các tâm tịnh hảo có quá nhiều thuộc tính so với tâm bất thiện? Thì thưa quý vị, ở đây chúng ta có một thí dụ. Khi mà người ta bào chế độc dược á, người ta chỉ cần vài thứ hay là một thứ cây nấm độc nào đó là người ta chiết xuất cái tinh chất độc ở trong cái loại nấm đó, người ta làm cái thuốc độc để giết người được rồi. Bởi vì cái sự độc hại đó làm sao để cho người đó tê liệt thần kinh, tim ngừng đập là đủ chết rồi. Cho nên cái thuốc độc nó không có cần nhiều cái hoạt chất ở trong đó. Nhưng mà đối với người mà cơ thể yếu ớt cần phải bồi dưỡng, phải uống thang thuốc bổ, thì cái thang thuốc bổ đó nếu mà ít thang chất tánh dược đó, ít tánh dược đó, thì như vậy thuốc bổ nó chưa đủ. Nó chỉ có, nếu mà chỉ có một loại là B1 hay là một B6 hoặc là B12 thì như vậy chưa đủ, phải là 3B mới đủ. Hoặc là nói theo đông y đó, thì hễ mà thuốc đại bổ thì phải là thập toàn đại bổ, ở trong đó nó có hoài sơn, thục địa vân vân, nó nhiều như vậy, càng nhiều càng tốt, càng nhiều thuộc tánh thì nó càng tốt cho cái thang thuốc đó. Cũng như thế, khi mà cái tâm tịnh hảo đã gọi là tịnh hảo đó, thì nó tốt ở cái mức độ thấp, tốt ở mức độ trung bình, tốt ở mức độ cao nữa. Do đó cho nên hễ mà càng panita, tức là càng tinh lương nhiều chừng nào thì cái thuộc tánh nhiều chừng đó, tinh lương nhiều chừng nào thì nó nhiều chừng đó, nó nhiều cái tính chất. Còn nếu như mà cái tâm tịnh hảo nó chỉ đơn thuần là có 13 tợ tha, 19 tịnh hảo biến hành thôi, thì như vậy là cái tâm thiện, tâm tịnh hảo này, tâm thiện này nó yếu quá, bởi vì nó không có được cái tính chất ngăn trừ ác bất thiện pháp này. Nó không được cái tính chất là tâm thoáng rộng rãi của vô lượng tâm. Nó không có được cái tính chất sáng suốt, trí tuệ vân vân. Thì như vậy đó, nó còn thiếu. Bởi cho nên tại sao mà cái tâm bất thiện ít thuộc tính hơn là cái tâm tịnh hảo? Vì rằng đã gọi là tịnh hảo thì nó tốt hơn nữa,
Còn đối với cái tâm bất thiện thì khỏi. Cũng như cái chiếc áo của chúng ta, cái chiếc áo mới thì nó có màu sáng, sáng hơn nữa. Còn nếu mà một cái đồ vẽ để lau chân, để lau bàn, thì cái đồ vẽ thì biết làm sao mà nó thấy nó dơ thì gọi là đồ vẽ bỏ xuống đó để mà đem lau thôi. Người ta không cần biết là phải làm cho nó dơ thêm nữa, không phải. Hễ chấp nhận nó là cái đồ vẽ thì nó dơ chừng đó cũng đủ làm đồ vẽ rồi. Nhưng mà cái áo thì khác. Khi mà nó lỡ đi đâu mà bị bụi nó bám dơ về mình giặt lần đem phơi ra thấy nó chưa có trắng hẳn, chưa có trắng sáng lắm, thì phải giặt tiếp rồi thêm nào là xà phòng, nào là nước xả, vân vân, nào là nước tẩy để mà làm cho chiếc áo nó trắng tinh tương lên. Thì cái ý nghĩa đó chúng tôi cho một vài ví dụ quý vị để nói lên cái vấn đề tại sao các tâm tình hảo có quá nhiều thuộc tánh so với thiện là như vậy. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú kính trường sư tập thực sự rất nhiều, nhưng mà cũng phải thưa với quý Phật tử là hồi chúng tôi Việt Nam chúng tôi cũng có quan niệm gì sư tập thực sự về thật là để nuôi dẻ thì nó dơ là không sao hết, nhưng mà chúng tôi ra nước ngoài chúng tôi thấy là nuôi dẻ ở Ấn Độ thì nó dơ kiểu nào cũng là nuôi dẻ được hết, nhưng mà nuôi dẻ ở Mỹ phải giặt sạch. Ở Mỹ chúng tôi không thấy lấy nuôi dẻ dơ để mà lau. Thật ra ở Mỹ cái là nuôi dẻ cũng phải giặt cho sạch. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rùm Phật Pháp của Đại Đạo Màng. Kính chuyên chư vị giảng sư đã vào Rùm thuyết giảng đại lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Thầy.